Xin kính chào quý vị và các bạn. Tôi đang tập thể dục ở biển Nha Trang vào sáng ngày 17 tháng 3 2018. Và thời tiết ngày hôm nay rất mát, trời quang và mặt trời bắt đầu lên. Và xa xa kia đó là đảo Hòn Tre, nơi có cái resort, khu vui chơi giải trí Winterland. Và xa xa sau lưng tôi đó là núi Cô Tiên, cũng như là bãi biển Trần Phú dài khoảng 7 cây số, và trên bờ có hàng chục khách sạn resort 3, 4, 5 sao cao tầng, rất văn minh hiện đại. Và sau lưng tôi đó là tháp Cầm Hương, biểu tượng xứ Khánh Hòa, núi Trường Sơn có rất nhiều cầm. Và sau lưng đây là quảng trường thành phố Nha Trang, nhà hát lớn thành phố, nơi diễn ra các sự kiện quan trọng của thành phố Đức Ninh, Vũ Thành diễn ra ở đây. Và đây là cái phần phía nam của đường Trần Phú với những khách sạn cao tầng rất là đẹp. Và đây là một trong những cái vịnh biển đẹp, một trong 29 vịnh đẹp của thế giới. Và du khách đến đây buổi sáng sớm và hay tranh thủ vào biển tập thể dục, tắm biển rất là thoải mái, rất là tốt cho sức khỏe, bồi bổ lại sức khỏe sau những ngày lao động vất vả. Nha Trang là thiên đường của nghỉ dưỡng, nhất là về du lịch biển đảo. Quý vị hãy đến Việt Nam, đến miền Trung, đến với thành phố biển Nha Trang, rất tuyệt vời.